Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì chúng tôi đã thể theo cái yêu cầu của một khách hàng đã ráp lên một cái bộ máy xịt rửa áp lực cao. Bộ máy này thì là sử dụng cái động cơ OK311 mà hôm qua chúng tôi đã giới thiệu với quý vị các bạn ấy. Chúng tôi đã tháo ra hai cái ấy, thì bộ máy này sử dụng chính một trong hai cái đầu OK đó. Thì đầu này là đầu OK311, đầu này là đầu của Nhật luôn các bạn nhá. Do nguyên bản của cái bộ này sử dụng là chạy động cơ xăng, chúng tôi đã tháo cái bộ này rồi và lắp ráp vào motor một pha trường mạnh. Sở dĩ vì sao ráp vào motor một pha trường mạnh 3kW 1400 vòng bởi vì là cái chỗ khách hàng không có không có điện 3 pha, do đó thì chúng tôi đã phải chuyển qua 3kW một pha. Cái đầu 311 này hay hơn cái đầu 511 ở cái điểm là nó có thể lắp vào motor một pha 3kW, tải vẫn vô tư luôn nha các bạn nhá. Đây các bạn thấy tình trạng của cái đầu OK này, tôi khẳng định với quý vị các bạn luôn là đẹp đến 90% luôn. Đầu này là sử dụng piston sứ, áp của nó ép có thể lên được 80 cho đến 100 cân luôn. Đây các bạn thấy không, đồng hồ này báo 8 tiếng nữa chúng tôi chạy kéo nó mà rất là nhẹ nhàng. Cái này thì chúng tôi đấu súng áp tự ngắt hồi về nước luôn, không ngắt motor. Đó, các bạn có thể thấy được. Nói lại nhá, cái bộ dây này thì chúng tôi sử dụng là bộ dây Trung Quốc vì dây Nhật của nó không còn, súng này súng Trung Quốc luôn. Nhưng mà đầu này thì đầu quá chuẩn rồi. Cái đầu này hôm qua chúng tôi đã báo giá các bạn rồi, tùy theo tình trạng hình thức của từng cái đầu máy mà giá của nó sẽ khác nhau. Bộ này thì các bạn có thể sử dụng gia đình được. Gia đình nó phải có điều kiện một tí, nói thật đầu tư ra cái cả chục triệu một cái bộ xịt rửa thì phải thật sự luôn là có điều kiện một chút. Như thế là quá chuẩn rồi, chỉnh là lại mất chuẩn. Thứ hai là có thể là đam mê, có thể các bác thích, nhiều bác rất thích những cái hàng Nhật như thế này thì có thể là đam mê. Thứ ba là các bác có thể sử dụng dịch vụ được, có thể rửa xe gia đình dịch vụ, rửa xe kiểu mở dịch vụ ra, các bạn không có 3 pha thì sử dụng một pha cũng được. Nói chung là chiếc máy này thì dành cho ai am hiểu một xíu điều kiện một chút và đam mê một chút. Tất nhiên rồi, độ bền của nó thì chúng ta không cần phải nói đến nữa, nó quá bền luôn. Tình trạng đến 90% đối với một chiếc đầu Nhật như thế này thì quá bền. Giá của những chiếc này mà mới tinh các bạn mua nó sẽ rất đắt, gần như Việt Nam mình sẽ không tiếp cận nổi. Nghe giá thì hoảng luôn, nghe giá của hàng bãi như này đã không chịu được rồi chứ đừng nói là hàng mới. Một số bác thì chê là giá cao nọ kia so với máy mới nọ kia, thì các bạn có thể sử dụng mua máy mới, chúng tôi bán cả hàng mới cả hàng bãi mà. Do đó thì nếu mà ai am hiểu, hiểu về những cái đầu OK 311, hiểu về những cái đầu OK 511 thì các bạn mới có thể hiểu được giá trị của những cái máy này. Đấy, chứ vụ nhiều bác mà dùng ít thi thoảng dùng đầu tư chỉ có tầm tài chính 1 triệu, hơn triệu hoặc 2 triệu là quá lắm rồi. Để đầu tư ra một chiếc máy thi thoảng cũng rửa thì theo tôi lựa chọn những chiếc máy này cũng không phải là ưu tiên hàng đầu. Rồi, nói rông, nói dài, nói nhiều, nói lắm thì chúng tôi sẽ test thử luôn để cho các bác thích. Đây là cái tiết mục của các bác thích nhất, chúng tôi sẽ test thử luôn cho bạn xem, cảm nhận và đánh giá nhá. Hôm trước thì cũng đã thử cái đầu 511 rồi, hôm nay thử cái đầu 311 cho bạn xem. Đây các bạn có thể thấy được nhá, chúng tôi sử dụng đây là cái súng này là súng Trung Quốc thôi. Súng này giá loanh quanh cũng đã 800-900 rồi. Dây này cũng thế thôi, dây này 15m 4 lớp thì giá nó khá là cao. Nói chung loanh quanh bộ súng đã rơi vào tầm 1,5 triệu đến 2 triệu rồi, tùy theo các bạn chọn lựa. Rồi chúng tôi sẽ sử dụng một cái béc xanh nhá. Béc này béc góc 25 độ để test cho bạn xem. Dùng để muốn nối nhanh thì các bạn sử dụng một cái van đầu bi này nữa thì nó sẽ nhanh hơn. Đấy, tia này là tia 25. Còn nếu các bác nào mà thích kiểu xòe cụp thì các bạn dùng béc đỏ nhá. Rồi, các bạn thấy không? Tôi đang cầm cái súng này và chuẩn bị test cho các bạn xem. Các bạn nhìn như kiểu một tay thợ săn luôn. Đây, test cho các bạn xem. Các bạn xem máy chạy không tải rất êm luôn. Đây, chạy rất êm nhá. Đây, nó về hết đường hồi này. Nếu mình không bóp súng nó về hết đường hồi này. Các bạn nhìn nước hồi bên này này. Đây này. Đây, thấy nước hồi không? Đây. Đấy, rồi. Bóp súng thì nó sẽ bớt hồi đi này. Nào, đến tiếp mục test. Con này chạy một pha các bác nhá. Rồi.
tạo đường nước anh em xem này. Thả tạo đường anh em xem. Nghe chán luôn, tiếng rát. Sạch sẽ luôn, các bạn thấy không? Rồi ok, các bạn có thể thấy được theo dõi xong cái video chúng tôi test thử chiếc máy xịt rửa áp lực cao OK 311 hàng Nhật bãi đã còn sử dụng nhưng mà tình trạng đến 90%. Đây là bộ máy mà chúng tôi gióng nhá các bạn nhá, chúng tôi gióng nói lại một lần nữa chứ không phải là nguyên độ bộ đồng bộ mà chúng tôi gióng từ motor thường, motor một pha của Trường Mạnh vào cái đầu xịt OK 311. Rồi nếu các bạn muốn mua hàng thì có thể liên hệ với điện máy Bình Sơn theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 457 099 hoặc 0987 445 399 hoặc 0968 497 399 nhá. Đây là những cái số hotline của chúng tôi. Chúng tôi sẽ để ngay số điện thoại dưới màn hình của các bạn xem ấy, để các bạn tiện liên hệ theo dõi và xác nhận thông tin nhất. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Nhớ nhá, đăng ký và bật chuông thông báo. Phải bật chuông thông báo nhá, để liên tục cập nhật những video mới nhất của điện máy Bình Sơn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau.